Nguyễn Thị Thật lần thứ ba đoạt huy chương vàng xe đạp đường trường châu Á. Trưa ngày 12 tháng 6, với cú nước rút xuất sắc, tay đua nữ hàng đầu của Việt Nam Nguyễn Thị Thật đã bảo vệ thành công chiếc huy chương vàng châu Á tại tại giải xe đạp đường trường vô địch châu Á 2023 đang diễn ra ở Thái Lan. Tham dự giải xe đạp đường trường vô địch châu Á 2023 tại Thái Lan đội tuyển Việt Nam gồm 21 người, trong đó có 15 tay đua và 5 huấn luyện viên do Tổng thư ký Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam Nguyễn Ngọc Vũ làm trưởng đoàn. Đội tuyển Nam gồm 6 tay đua, Nguyễn Hoàng Sang, Nguyễn Tuấn Vũ, Quang Văn Cường, Tăng Quý Trọng, Trần Khánh Duy, Phạm Lê Xuân Lộc. Tuyển xe đạp nữ có 9 người, Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai, Trần Thị Thùy Trang, Lâm Thị Thùy Dương, Nguyễn Thị Bé Hồng, Thạch Thị Ngọc Thảo, Quách Thị Phương Thanh, Trần Huỳnh Ánh Vân. Tại giải, đội tuyển xe đạp Việt Nam tham gia tranh tài 12 bộ huy chương ở hai nội dung cá nhân tính giờ và đường trường ở ba lứa tuổi, U18, U23 và chuyên nghiệp của nam và nữ. Mục tiêu của xe đạp Việt Nam là bảo vệ chiếc huy chương vàng cá nhân châu Á của Nguyễn Thị Thật. Với chiến thắng này, đây là chiếc huy chương vàng châu Á thứ ba của tay đua nữ đang khoác áo cho An Giang, khi thật từng giành chức vô địch châu Á năm 2018 và 2022. Trước đó, ngày 8 tháng 6, Tay đua trẻ Nguyễn Thị Bé Hồng đã xuất danh giành huy chương vàng nội dung cá nhân tính giờ nữ trẻ tại giải xe đạp đường trường vô địch châu Á 2023. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé.